mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu hot rock ha, một cái rock gọi là hard rock, nó tương đối khá dễ nghe, có thể gọi là classic rock ha. Thì câu này dựa trên âm dài la thứ các bạn, và mình cũng áp dụng các dây buông và các nốt ở đây chủ yếu là các nốt dựa trên pentatonic của la thứ tự nhiên thôi. Thì cái câu này á, các bạn sử dụng kỹ thuật harmonic pull up, tức là chúng ta đánh pull nó ra, đánh một nốt rồi chúng ta pull nó ra để cái dây buông ha. Thì các bạn có thể tập theo mình sẽ đánh chậm từng đoạn các bạn nghe nha. Thì chúng ta sẽ có ngâm ba lần nốt đô ở đây nè của cái dây la. Các bạn pull up ra, các bạn đánh một nốt đô, sau đó các bạn tới rê. Thì tay phải của bạn chỉ đánh nốt đầu tiên thôi, đánh xuống một cái, rồi cái tay trái các bạn pull up ra, đánh như vậy. Thì để cho nó không bị dơ theo kiểu như thế này, dính các dây dưới, thì trong quá trình đánh dây đó thì mình có dùng cái ngón dưới đây mình bịt cái dây rê, dây son. Thì lỡ các bạn, cái tay các bạn có kéo xuống thì cái tay bên này bạn đã bịt dây rồi, nó không bị ồn. À, đó là cái kỹ thuật bịt dây thôi các bạn nhé. Thì chúng ta lặp lại cái đó hai lần ha. Sau đó chúng ta lên tới ngâm 7 là nốt mi. Rồi sau đó chúng ta quay lại ngâm 5. Tức là 5, 7 thêm lần nữa. Mình đánh lại các bạn nghe nha. Sau đó các bạn xuống ngang 5 của dây rê ha. Các bạn cũng đánh vô ngang 5, các bạn cũng đỡ cái dây. Sau đó các bạn đánh lại ngang 7 ở trên. Sau đó các bạn đánh lại ngang 5 đây lần nữa, giống như từ đầu các bạn. Sau khi tới 7 đây các bạn lại lặp lại một cái nốt trước đó một lần nữa. Sau đó bạn quay lại ngăn 7 của dây rê một lần nữa. Sau đó tới ngăn 5 của dây son ha. Từ đầu lại đến khúc đó các bạn. Rồi, cái đoạn sau thì các bạn bend cái nốt rê đây lên thành nốt mi. Mi đây đúng không? Nhưng mà bạn đánh đây. Sau khi bend lên đúng một cung rồi thì bạn bend 1/4, tức là nhéo nhẹ. Nha. Thì ngay chỗ này các bạn đô, các bạn cũng nhéo nhẹ một tí. À, lại nha. Rồi, sau đó các bạn ba mút ngay ngang 7. Tức là chúng ta có nốt này, nốt la và nốt mi nha. Ba mút nha bạn. Sau đó các bạn đánh nốt son. La. Các bạn nhéo nhẹ nghe nốt đô lên. Các bạn đánh là nốt la ở đây, nhưng mà chúng ta fix harmonic ở đây. Đó, các bạn chạm cái tay vô một tí thì nó sẽ tạo ra cái tiếng hú đó. Hai câu sau lại nha. Đánh chậm câu này lại nha. Rồi, nhanh hơn tí nha bạn. Rồi, tốc độ nhanh tới đây ha.
thì hy vọng là cái câu clip này cũng giúp ích cho các bạn trong cái việc luyện ngón cũng như có thêm chất liệu để đánh đàn nhé. Thì cái cây đàn trên tay mình đang sử dụng đó là cây dán Gibson Les Paul Standard ha, màu đen, còn một cây duy nhất thôi. Và cái kiểu body của nó là chamber guitar, các bạn có thể xem tại cái link đầu tiên trong cái comment đầu tiên, các bạn có thể xem chi tiết về cái thông số cây đàn này. Giá nó cũng rất là tốt, chất lượng cũng rất là ok ha. Thương hiệu Amigo, nếu các bạn có nhu cầu hay ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Hãy nhớ like, share, comment. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích, giúp cho mình có thêm động lực để làm những clip khác, chia sẻ với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.